lại thêm một vụ chen lấn khiến 30 người bất tỉnh tại đêm nhạc hội của nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc. Cách xử lý của ban tổ chức lần này khác hẳn. Theo báo cáo từ cơ quan cảnh sát, có hơn 30 người đã ngất ỉu do xô đẩy tại nơi diễn ra concert The Link của NCT 127 ở Jakarta, Indonesia tối ngày hôm nay. Sự việc bắt đầu xảy ra khi NCT 127 đang biểu diễn ca khúc Paradise. Các thành viên chia ra tất cả các phía của sân khấu và phát bóng cho người hâm mộ. Tuy nhiên, ngay khi nhận thấy tình hình không ổn định ở khu vực khán giả, trưởng nhóm Taeyong đã yêu cầu dừng phát nhạc và đề nghị người hâm mộ lùi lại để đảm bảo an toàn. Bài hát bị dừng lại giữa chừng, các thành viên ngay sau đó bắt đầu yêu cầu người hâm mộ tạo khoảng cách với sân khấu để đề phòng các tình huống xấu. Thời gian tạm dừng kéo dài khoảng 10 phút. Sau đó, NCT 127 cuối cùng đã quyết định tiếp tục hát Torch. Dù vậy, cuối cùng concert vẫn được thông báo buộc phải kết thúc để đảm bảo an toàn của người tham dự. Hành động của một bộ phận người hâm mộ thiếu ý thức khiến fan dòng NCT 127 lo lắng, bởi hiện tại tình trạng chen lấn, xô đẩy ở nơi công cộng là vấn đề nhạy cảm từ sau sự kiện đau thương ở Itaewon. Điều này khiến NCT 127 có thể đối mặt với sự chỉ trích lớn từ dư luận. Sau sự cố ở Itaewon, ngành giải trí Hàn Quốc đóng băng để tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Tuy nhiên, những lịch trình tại nước ngoài như concert vẫn được diễn ra vì lịch trình không thể đổi.